Xin chào mọi người, tụi mình là Unify. Ấy, hôm nay Unifor. Four hả? Unifor. Unify plus. Ấy, minus. Minus. Minus one. Không biết là ở nhà thì bố bạn có hay vào bếp để nấu ăn không? Có. Có, mình nấu họ mỗi ngày. Hầu như là ngày nào cũng nấu, mình nấu. Bốn người đều từng vào bếp hết rồi. Dạ. Thì mọi trong bốn người đã từng ăn đồ ăn cho nấu chưa? Dạ, ăn rồi. Mình ăn hết của mọi người rồi. Mọi người cũng muốn ăn của mình nấu luôn rồi. Ủa? Hồi nào? Chưa, nấu mì gói. Chưa. Nấu mì gói. Mình nấu mì gói hoài mọi người. Ngày nào mình cũng nấu hết trơn á. Thì cũng cái trình độ nấu ăn cũng cao quá. Cao, mình hai level. Dạ, vậy thì mọi người nghĩ là cái sở trường nấu ăn của mình, cái món sở trường của mình là món gì? Mì gói. Không. Ủa? Nó đơn giản quá. Vậy hả? Mì gói xúc xích. Và trứng la cốt. Nghe trứng la cốt xong nó xịn hơn hẳn hả? Nó dài cái trứng gà. Cơm chiên Nhật Bản. Thì cái kỷ niệm nào mà kỷ niệm đáng nhớ là khi mà vào bếp thì mọi người nhớ nhiều nhất? Có từng nấu ăn chung với nhau chưa? Bốn người từng nấu ăn chung với nhau chưa? Có mình nấu chung một nồi mì với Phúc rồi nè. Nhớ không? Ngoài cái món mì gói ra thì mình còn cái món nào nó cao hơn món mì gói chứ không? À, món khô cá bóng đêm của Tomaru. Khô cá bóng đêm mà. Đây là Unify đó, đây là nấu ăn cao cấp là đây nè, nấu ăn cao cấp. Thằng này là nấu ăn sơ cấp, còn đây là nấu ăn trung cấp. Vậy là nấu ăn sơ cấp. Là những món gì mình gói rồi đó. Cái món gì mà nấu ngon nhất? Đánh giá lẫn nhau bốn người, đánh giá lẫn nhau món gì mà nấu ngon nhất? Anh Phúc thì anh Phúc nấu được nhiều món ngon lắm, tại vì anh Phúc toàn là có tiền mà mua nguyên liệu tôm hùm đồ, đúng không? Ý là Tomaru nói là nó ngon không phải vì nấu, nó ngon là vì mua mấy cái tối đúng không? Không, vì nấu nữa, tại vì nói chung là anh Phúc biết nấu rất là nhiều món mà kiểu mấy món nhà hàng á. Còn mình thì chỉ học được mấy món qua mạng thôi. Mình nấu món ngon nhất của em đó là bún nước tương. Bún nước tương dưa leo. Cái món đó mình ngon luôn. Bao ngon. Ngon. Nhưng mà nó nói đồ phải nấu đâu. Phúc ăn, thay vì mình thấy Phúc món nào Phúc nấu cũng ngon hết. Cho nên là món ngon nhất hả? Quên. Thậm chí là mình đâu từng quên, mình từng ăn món gì Phúc nấu với mình luôn rồi mọi người. Món ngon lắm mà không nhớ luôn. Ngon không nhớ luôn. Ngon tới mức không nhớ luôn. Vậy bây giờ nghĩ, nếu như mà chia đội ra thì muốn dành ai về đội để mà sao? Cái là Phúc rồi. Phúc rồi. Không phải. Lố lần. Bây giờ nếu như mà không có Phúc thì có tự tin là thắng những người còn lại không? Nếu không có Phúc hả? Không có Phúc. Không có Phúc là vô Phúc rồi. Không ai nào có Phúc được là Phúc rồi. Các bạn hãy đón xem chương trình Thách Sao Nấu Được thứ tư hàng tuần vào lúc 20:35 trên HTV7 nha. See ya.